Cristiano Ronaldo và Karim Benzema là hai trong những lý do chính khiến tôi quyết định gia nhập Real Madrid. Tôi khao khát được thi đấu cùng hai ngôi sao này, cũng như các đồng đội tài năng khác như Modric, Alonso và sau đó là Toni Kroos. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times, tôi đã nhấn mạnh sự tốt bụng và không gây áp lực từ phía Ronaldo tại Real Madrid. Kroos gia nhập Real Madrid từ Tottenham Hotspur vào năm 2013 với mức giá kỷ lục là 110 triệu đô la Mỹ. Anh đã giành được 3 chức vô địch La Liga, một cúp nhà vua, một siêu cúp Tây Ban Nha, một siêu cúp châu Âu, 3 cúp câu lạc bộ thế giới và 5 danh hiệu Champions League trong 8 mùa giải khoác áo Real Madrid. Tại Real Madrid, Kroos đã hợp thành bộ ba nổi tiếng BBC cùng Ronaldo và Benzema. Đây là cốt lõi xây dựng đội hình huyền thoại của Real Madrid, giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp vào các năm 2016, 2017 và 2018. Mặc dù có nhiều tin đồn về sự cạnh tranh giữa Ronaldo và Kroos để trở thành ngôi sao số 1 của câu lạc bộ, nhưng cựu cầu thủ xứ Wales đã phủ nhận điều này. Gareth Bale chia sẻ về mối quan hệ và kỷ niệm đáng nhớ tại Real Madrid. Anh khẳng định rằng tất cả các cầu thủ trong đội đều rất tốt. Bale bày tỏ sự vui vẻ và không gặp vấn đề với bất kỳ ai, bất chấp những lời đồn đại xoay quanh quan hệ giữa anh và Cristiano Ronaldo. Anh khẳng định rằng Ronaldo luôn tử tế trong phòng thay đồ, và anh đã có những khoảng thời gian tuyệt vời tại Real Madrid. Tuy nhiên, Bale cũng tiết lộ rằng có những thời điểm khó khăn khiến anh cảm thấy cô đơn. Mặc dù đã trải qua những thăng trầm, Bale khẳng định rằng anh không hối hận về việc gia nhập Real Madrid.